Zin luôn á. Không. Thấy chưa? Gật nhẹ quá không tự tin. Gật mạnh lên là còn không? Bây giờ mình giới thiệu về mình lớn lên cho nhà gái nghe nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nữ và chào quý vị khán giả. Em tên là Quang Đạt, năm nay 33 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Hiện em làm ở Tây Ninh làm bên văn phòng và em cũng mới vừa chuyển lên đó cách đây khoảng 2 ngày. 2 ngày, Đạt làm gì trên Tây Ninh Đạt? Dạ, em làm kế toán. Rồi mình ở Tây Ninh có một mình hả? Dạ, ở đó là ở công ty với mấy anh em trên đó luôn. Mời nhà gái. Dạ, nhà gái giới thiệu cho mình nha. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan và chào khán giả trường quay. Và chào bạn trai bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Kiều, sinh 1990, quê quán em ở Đà Nẵng. Cùng khúc ruột miền Trung ha. Kiều làm gì Kiều? Dạ, em làm công việc bán thuốc anh. Từ Đà Nẵng vô đây hả? Dạ. Rồi thôi, chuyển kế toán về Đà Nẵng thôi. Rồi mình nói về ưu điểm với khuyết điểm của mình luôn đi Kiều. Dạ, ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng. Còn khuyết điểm là tính em hơi ngang bướng. Nhà trai thì sao? Dạ, ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Nhược điểm của em là ít nói và không uống được rượu bia. Uống là chỉ có một lon là sai. Vậy là ưu điểm với nhược điểm gì? Không làm nghề em mà không uống được là nhược điểm. Đâu có nói thôi chứ. Giờ cũng đâu phải rượu bắt khả ép. Nên là không có sao đâu. Là hồi xưa là em cũng học ngoài Đà Nẵng á, học ngoài đó 4 năm. Và sau đó thì cũng mới đi làm trong này. Biết đâu tuần sau dọn về Đà Nẵng thì sao đúng không? Dạ. Cái đó thì đối với em là không vấn đề. Bởi vì quan điểm của em đó thì đầu tiên là gia đình, công việc. Công việc của mình thì chủ yếu là để mình có thu nhập để lo cho gia đình. Bây giờ thì mình nói về đường tình duyên đi. Thực chất tới nay thì nếu nói về chính thức em cũng chưa có mối tình chính thức nào, kiểu là một là mình đơn phương người ta hoặc là người ta đơn phương mình. Bên đây chưa có mối tình dắt dai nào hết, chỉ có đơn phương qua lại thôi đó. Nhà gái mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình quen xa sau đó không thành. Dạ. Mà quen lâu chưa? Dạ em quen 1 năm. Bên đây cũng đơn giản lắm, quen 1 năm mà tại yêu xa nên không tới được. Chào nhà trai. Chào chị. Bây giờ sao nè, giờ mình mong muốn có bạn gái như thế nào nè? Thì em mong muốn bạn gái đó thì kiểu như chín chắn xíu, biết lo gia đình, còn nhiều lúc nắng mưa xíu cũng không sao. Trong tình yêu mà hoặc trong gia đình thì phải có lúc này lúc kia. Đâu thể lúc nào em nó cũng suôn sẻ được đâu. Trời, chín chắn dữ vậy đó hả? Biết lo cho gia đình được là được. Bởi vì em nó cũng có tính là nhiều lúc là em không có giữ trong làm có gì em nói mình nói đâu là sao xong rồi nhiều lúc nói không suy nghĩ, nhiều lúc nói cũng hơi mất lòng. Nói không suy nghĩ cứ mở miệng nói. Cái này là mệt lắm á. Đúng. Cái này dễ mất lòng lắm á. Giống như mới vừa gặp Ngọc Lan. Nói sao chị mập quá vậy? Thì xấu quá. Không, mấy cái đó thì không, nhưng mà không nhiều lúc giận á. Ví dụ đơn giản với nhau thì nhiều lúc nói. Cho nên là em phải cần có một người thật sự là hiểu cái tính cách của em thì mới có thể vui đùa cùng với lại cái sự vui đùa của em. Nhiều khi mình đùa mà người ta không hiểu, cái đó nó cũng khó lắm. Yeah. Mình có cái hình mẫu nào không? Dạ thì nói về cái hình mẫu á, thì cái yêu cầu của em á, thì bạn nữ thì gọi là mẫu hình là không quá xấu là được, và chủ yếu là em quan tâm cái tính cách. Rồi. Không có cô gái nào xấu hết trơn. Đúng, cô gái của chị rất... Chị có quá xấu ý không biết làm đẹp thôi. Chào em gái. Bây giờ mình muốn có một người yêu lý tưởng, một mẫu hình như thế nào? Nói chung em cũng không có mẫu hình lý tưởng gì. Chỉ không cần có. Yêu thương chân thành. Yêu là được. Hiểu quan tâm là được. Bên kia chỉ cần chăm sóc gia đình là được. Lo cho gia đình là được. Bên đây cũng vậy thôi đúng không? Hai bạn này đơn giản quá ha. Đơn giản vậy thôi. Người thân mình đi với ai cưng? Đi với bạn. Xin chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Trước hết là em là bạn của anh Đạt ạ. Thì anh Đạt là một người rất là nhiệt tình và rất là tốt bụng. Anh xin nhận xét về chị gái bên đây, thì chị bên đây là người theo em nhìn đó, là chị ấy là người rất là mẫu người của gia đình. Chị ấy nhìn rất là chững chạc. Em nghĩ là sẽ hợp với anh Đạt. Thì em mong hai người sẽ bấm nút và dành cơ hội cho nhau để tìm hiểu nhau nhiều hơn ạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn em trai. Cảm ơn. Kiều đi với ai? Dạ em đi với chị và bà. À chị hả? Chào chị. Thì theo như qua trao đổi và nói chuyện nãy giờ thì thấy bạn trai bên đây cũng được Kiều. Thì em cứ cho bạn đó một cơ hội để tụi em tìm hiểu nhiều hơn. Tại vì em gái của em thì cái tính cũng hơi ngang. Ngang. Nên đâm ra là có gì thì tụi em cứ tìm hiểu nhau để là có gì nếu mà có cơ hội thì tụi mình tới với nhau. Dạ, cảm ơn chị. Mở ra.
Rồi tấn công đi chàng trai. Cho món quà bên cạnh bạn. Tết mình đều là. Trời ơi. Trần Tiến có bài hát Chiếc vòng cầu hôn đó. Vòng tay cầu hôn tình yêu của anh. Trùng dữ vậy. Thôi quá. Cái nhẫn quà em ơi, nhẫn quà em ơi. Cảm ơn. Chào anh thấy em thế nào? Hơn mong đợi. Hơn mong đợi là sao anh? Qua cái trao đổi và cái thông tin á thì thấy cũng ổn, cái tính thì nói ngon xíu thì không sao, thì nhiều lúc anh cũng nhịn, nhưng mà nhiều lúc nhịn đó thì mình sẽ chọn là im lặng. Đà Nẵng là bọn ở quận nào? Dạ em ở quận Thanh Khê. Hồi xưa mình học cũng ở đó. Là chị anh sinh sống và làm ở đây luôn à? Sinh sống làm ở đây thì mới vừa lên Tây Ninh cách đây ngày 29. Bạn ấy đi bôn ba khắp nơi luôn á? Em đi cũng khá nhiều rồi, từ Huế mà tới Cà Mau hầu như tỉnh nào em cũng đi rồi. Cho nên nhiều lúc làm đi miết, cho nên bây giờ cũng muốn ổn định một chỗ. Rồi bây giờ hai bạn tính chuyện hẹn hò như thế nào nè? Nếu như mà được đó, thì hiện tại đó, thì em có thể sắp xếp cuối tuần em ra đó. Có thể là một tuần hoặc hai tuần ra một lần đó. Rồi giờ bạn nữ thấy vậy, bạn nữ có ý kiến gì không? Anh nói cái này để cho các bạn tự tin xíu nè. Ở trong chương trình này có những cặp đôi là người ở miền Tây, người ở Đà Nẵng, nhưng chỉ cần trong vòng một tháng thôi là họ đăng ký kết hôn luôn. Nói các bạn tự tin, thật ra cái khoảng đường đó không xa gì. Biết đâu chúng ta hiểu được nhau, yêu nhau là không có gì trắc trở hết trơn. Với bạn này á, thật ra bạn đi cũng rất là nhiều nơi, bạn thay đổi công việc kế toán cũng không có khó gì đối với bạn ấy. Em thấy sao? Chắc là mới gặp nên cũng chưa hiểu rõ là sâu lắm. Nói chung là quen xa nên anh cũng hơi ngại. Ta hơi ngại vấn đề hơi xa đó, là em có tấn công quyết liệt không? Quyết định đó, thì ngay liền không được, nhưng mà sau một hai tháng thì em có thể di chuyển ra Đà Nẵng. Thấy chưa? Dạ. Sau một vài tháng thôi, nó chuyển ra Đà Nẵng luôn. Một hai tháng thôi, không xa đâu. Nếu như ngày hôm nay các bạn quyết định cho nhau cơ hội, chị nghĩ là các bạn nên cho nhau cơ hội đi. Chàng trai này quyết liệt lắm. Bạn đó. Bạn rất là quyết liệt luôn đó. Bây giờ mình tạo giao lưu cảm xúc xíu nào. Mời em trai đứng lên. Mạnh mẽ lên đó. Mạnh mẽ như cái sự quyết liệt của mình vậy đó. Nắm tay em gái nào. Trời ơi, đừng có bắt tay nhau. Tôi khổ quá. Để cái tay, hai cái tay vô luôn. Đó, rồi. Cái nắm gì nè. Đó. Chặt vô, nắm chặt vô, trời ơi. Lần đầu, em trai tôi chưa có biết yêu. Còn zin luôn á. Còn. Thấy chưa? Gật nhẹ quá, không tự tin. Gật mạnh lên là còn không? Thấy chưa? Nhà em thấy cảm xúc thế nào với người đối diện? Em cứ nói hết rồi, nói lớn lên, mạnh mẽ lên nào. Nếu mà em cho anh cơ hội thì anh sẽ cố gắng hết mình. Nói chung quan điểm sống của anh là khi mình làm gì là mình sẽ làm hết mình, để sau này mình sẽ không hối tiếc và không hối hận. Và khi cái gì nó đã qua đó thì qua, không bao giờ mình nhìn lại. Bởi vì sống là mình sống cho hiện tại, mình sống tốt hiện tại thì mình quá khứ mình nhìn lại nó sẽ thấy tốt. Và tương nói cái tương lai cái hiện tại có nghĩa là cái tương lai của ngày hôm qua. Tốt quá. Hát thẳng bài luôn. Không cần biết em là ai? Là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em không quan tâm ngày tặng, yêu em vì chỉ biết đó là em. Bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Hai bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Hết thời gian. Lo cái cô này dễ sợ luôn vậy đó. Nắm tay như nào, chính thức mình hẹn hò. Anh chị nắm tay này anh trai. Đấy, hết để vô. Chưa có yêu lần nào nắm chặt vô. Không có buông nhau nha. Chương trình tặng quà cho hai em. Đừng buông tay ra, nắm chặt vô hoài nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity
trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Nhãn hàng Aquacilin xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquacilin lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquacilin lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Quà của bạn gái giữ lấy. Rồi, xuống dưới cất quà xong nắm tay bạn gái tiếp nha. Đừng buông tay ra nha. Nhớ cố gắng hết sức mình về Đà Nẵng càng sớm càng tốt nha em trai. Yeah. Nhanh nhanh báo tin vui cho chị Lan với anh Quyền Linh nha. Yeah. Chúc hai em hạnh phúc nha. Yeah, em cảm ơn. Mời hai em. Mời bạn nữ. Rồi giới thiệu về mình đi bạn. Thì em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Quốc Anh Vũ. Năm nay 31 tuổi. Thì hiện tại em công tác và sinh sống tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em là một đại đội trưởng của một đơn vị bộ binh. Wow. Thượng quý đúng không? Dạ đúng rồi. Mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Thanh Trúc, quê ở Trà Vinh, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, năm nay em 28 tuổi, em đang công tác tại Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, cảnh sát. Em làm gì trong đó? Dạ, em trực ở tổng đài 114, tổng đài báo cháy à. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em vui vẻ, hoạt bát, em rất là mạnh mẽ. Nói chung là em nấu ăn được, bắt nhanh với lại cái môi trường sống và môi trường làm việc mới. Dạ, còn về điểm yếu thì nhiều quá mạnh mẽ nên là sẽ được nhận xét là hơi thiếu nữ tính chút xíu. Em hơi nóng tính và cũng hơi bướng tính luôn. Trời ơi. Em ơi, em nóng tính là em nóng tính cỡ nào em? Khi mà gặp những cái căng thẳng trong cuộc sống thì nếu như mà cần phải giải quyết tay đôi thì cũng có thể giải quyết được. Trời ơi, gì ghê vậy? Ủa em, cụ thể là em làm trong phòng cháy chữa cháy vậy là mình có cấp bậc gì không em? Dạ, em là hiện tại một gạch hai sao ạ, cũng là trung quý á. Bên đây tới 3 sao hơn sao. Mà tôi nghi về chắc bên đó 4 sao, bên đây 3 sao. Ở đơn vị đại trưởng chứ về nhà đại phó thôi. Đúng rồi. Rồi bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì, giới thiệu đi. Về cái điểm mạnh của em thì nhất là em là một người rất là dễ gần. Em thì em hay quan tâm và thường giúp đỡ các đồng chí đồng đội trong đơn vị. Điểm yếu em thì đôi lúc là có lúc là em sống nội tâm. Có một cái tật xấu là mỗi khi mà em mệt mỏi hoặc là em bị stress á, thì về nhà cái em nằm em lăn ra ngủ một cái là đêm đó thế nào ngủ em cũng bị nghiến răng. Nghiến răng mà nghiến răng thì nghiến lớn lắm. Lại nghe mẹ nói vậy. Em gái, em có học võ không? Em có học nhưng mà học võ gọi là võ thể thao nên là múa được, chứ còn thực chiến thì chắc là không có giỏi. Anh còn học võ bài bản hơn nên là không dám nhận là biết võ rồi. Sao em chỉ múa là anh đổ rồi em? À, tình trường của em thì sao? Thời sinh viên thì có yêu thầm một bạn trong lớp. Yêu thầm thôi hả? Dạ, bạn tốt với em lắm nhưng mà bạn nói là mình coi nhau là bạn tốt thôi, xong rồi bạn đi lấy vợ mất tiêu rồi. Còn sau này thì cũng có quen người yêu nhưng mà tụi em thì không có đi đến với nhau được, là tại vì tính của em là khá là mạnh mẽ, còn bạn của em thì lại không có được cái sự mạnh mẽ đó nên là em không cảm giác là mình có thể dựa vào bạn được. Dạ. Còn bạn trai thì sao, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Nói chung là cũng trải qua được 2 mối tình, thì trong đó cũng có một mối tình đơn phương. Cái mối tình chính thức là trước đây là cũng cách đây cũng khoảng là 6 năm rồi. Do cái điều kiện là lúc đó là em tập trung vào công việc nhiều quá, ít có quan tâm đến bạn nữ đó. Còn bạn nữ đó thì muốn mình phải thường xuyên quan tâm. Em thì còn trẻ, cái kinh nghiệm trong cái chuyện tình cảm mình cũng chưa có đó, cho nên là dẫn đến là chia tay.
do bạn ít chăm sóc người yêu thôi. Nếu mà có mối tình nào thì chúng ta phải cố gắng chăm sóc ha, và cũng dành thời gian nhiều hơn cho cô gái đó, được không? Dạ được. Rồi bây giờ cô gái, em muốn tìm một người yêu lý tưởng của em như thế nào? Em thì mong là bạn của em cao được khoảng từ 1m7 trở lên. Em cao 1m63. Bạn trai cao bao nhiêu? Dạ em thì cao 1m68 rồi chị. Cũng hơn được rồi, thiếu 2 phần so với mơ ước nhưng mà không sao. Dạ. Giày nó sẽ giúp đỡ bạn ấy cao 1m71 luôn. Với lại là em thích một người có tinh thần cầu tiến, có lập trường. Em mong muốn là người đó cũng biết quan tâm chia sẻ và biết cư xử với mọi người. Xét về ngoại hình thì em thích một người mang tính chất nó năng động và nó thể thao. Đặc biệt rất là thần tượng anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh mà thể thao hồi nào? Em cảm thấy anh Quyền Linh anh nhìn rắn rỏi và anh Quyền Linh anh hay chơi thể thao, cảm giác là manly và có wow, có thể là một bờ vai vững chắc được. Anh chơi thể thao mà. Anh chơi môn gì mà bụng anh ngày càng một múi vậy anh Linh? Anh nhảy dây nè. Bạn bên kia đưa ra những cái yêu cầu thì anh thấy rằng em cũng đáp ứng rất là nhiều thứ ha. Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Về cái tính cách thì hoạt bát năng động, biết cái cách ứng xử, không phải chỉ với người lớn trong gia đình mà ngay cả với mọi người xung quanh cũng vậy. Thì cái đó là quan trọng. Về cái ngoại hình thì em chắc là cái bạn nữ bên kia là chắc vượt quá yêu cầu của em luôn. Học tại chưa? Em cần từ 1m53 tới 1m6 rồi, bạn nữ bên kia giới thiệu tới 1m63 cho nên không, là dư ngon đúng không? Dạ được rồi. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Tính hay càm ràm, kiểm soát em quá mức. Em đi đâu cứ khoảng 5 phút 10 phút cứ điện hỏi anh đang đâu, anh đang đâu, đi đâu vậy, cái, ở đâu vậy, đi với ai cái vậy? Đó là kiểm soát quá thì cũng hơi khó chịu. Có không bạn gái? Em không có tinh thần kiểm soát mà em mong mỏi cái tinh thần tự giác. Cái tinh thần tự giác thì chắc anh đáp ứng được em, không sao đâu. Đó. Dạ. Em có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Ba hoa khoác lác á chị. Không thích người hút thuốc. Còn nếu như mà bia rượu thì là có chừng mực. Đặc biệt là em không thích người gia trưởng. Có gia trưởng không? Dạ, em không có gia trưởng rồi chị ơi, em hiền lắm. Trong gia đình á, em là con trai một và đồng thời cũng là con trai trưởng trong họ luôn. Nhưng mà thường là quyết định là em vẫn hỏi ý kiến mọi người, nhưng quyết định là em vẫn đưa ra cái quyết định của riêng mình. Cái đó là cái chính kiến riêng của mình. Chỉ huy mà đúng không? Phải có quyết đoán. Ủa rồi em đưa ra cái quyết định riêng của em rồi em thực thi theo cái quyết định của ai? Thực thi thì mình đưa ra quyết định thì mình thực hiện cái quyết định đó. Ý thôi, các Tường hỏi là trong nhà dù 5 người, mỗi người ý kiến, rồi em đưa ra quyết định của em, vậy mình, em thực thi ý kiến của ai? Lúc đó là nhiều người đưa ra ý kiến thì mình có thể xem ý kiến của ai phù hợp. Đúng rồi, số đông nữa. Có thể phù hợp nhưng mà mình thấy không phù hợp, mình vẫn quyết định theo cái chính kiến của mình. Mình dám quyết định, dám chịu trách nhiệm là được. Có hút thuốc không? Dạ không. Hồi trước có mà bỏ lâu rồi chị. Bia bọt rồi uống nhiều không? Dạ bia thì em uống chắc được 2 chai. Lấy nhau thì mình ở đâu? Hiện tại thì em chưa có nhà riêng thì em ở với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. À vậy cũng được, cô người này cũng tiện đi tới đi lui ha. Cần yêu cầu bên nhà bên nữ nữa không? Em nghĩ là bạn nữ khá là phù hợp rồi. Có một cái điểm em không thích ở bạn nữ đó là em không thích bạn nữ xăm mình, mà chắc cảnh sát không dám xăm mình đâu. Em sao thì bên đây người ta cũng vậy thôi, cũng kỷ luật đàng hoàng. Đúng rồi. Dạ. Đúng không? Rồi, thí dụ như hai vợ chồng đang chăm sóc con bị bệnh, bên cơ quan bạn có báo động, bên kia có báo cháy. Chúng ta xử lý thế nào? Ca này khó. Thì em nghĩ là chắc em với lại bạn nữ bên kia là phải cùng đưa ra, cùng bàn bạc cái cách giải quyết mới được. Chứ một mình em chắc không được đâu. Lúc đó là không thể mà ngồi họp bàn nữa. Lúc đó gấp chỉ có chạy rồi thôi. Nếu mà trường hợp gấp quá thì chắc là phải gửi con cho bà nội. Lúc đó không có bà nội luôn. Không có bà nội thì gửi con cho dì. Không có gì, không có ai hết trơn á. Nếu mà không được nữa thì chắc em mang con vô đơn vị. Chính xác. Quá đơn giản. Có ổng con chạy vô đơn vị báo động thì chắc chắn đơn vị cũng có rất nhiều người đúng không? Thôi vậy đi, ưu tiên cho vợ chạy mình bởi cháy nó quan trọng hơn. Chào cô cảnh sát. Cái khó của tụi em thế này nè, đều làm trong những cái cơ quan rất là quan trọng. Chúng ta sẽ tính toán thế nào nếu như chúng ta quen một anh bộ đội như vậy?
Bởi vì là tính chất công việc hai người là tương đồng nhau nên là sẽ có sự cảm thông và có cái sự sắp xếp đó. Mỗi một cái gì mình cũng có thể sắp xếp được, ví dụ như ca trực thì mình có thể linh động được. Tình huống mà khẩn cấp mà anh không thể rời khỏi đơn vị thì lúc đó em sẽ dời cái ca trực của em lại đó. Đúng rồi, cái trực mà ha, chứ không phải là chữa cháy đâu mà lo. Dạ đúng rồi. Như vậy được rồi, cảm ơn em. Bây giờ hỏi ý kiến người thân cái mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay bạn gái đi với ai nè? Dạ em đi với lại những người chị đồng nghiệp với em gái và người em cùng phòng ạ. Rồi. Dạ con chào chú Linh, con chào cô Tường ạ. Em chào anh ạ. Dạ theo như em cảm nhận thì anh là người vui vẻ. Về tính tình thì em thấy là hai anh chị khá là hợp nhau. Và nếu một hồi nữa anh có gặp chị em á thì anh sẽ bắt gặp một khuyết điểm ở hiện tại thôi, là chị em có nang niềng răng. Nhưng mà một tháng nữa thì cái khiếm khuyết này đã được gỡ bỏ rồi, nên em hy vọng là anh sẽ không có ngại. Cơ hội được cho chị em ở đây á, là em đã gửi mail liên tục cho chương trình đã hai mùa lá rụng rồi anh. Nên là em thực sự rất là mong chờ cho hai anh chị được thành đôi và trân trọng cái cơ hội này. Hay quá. Rồi, em gái lo rồi, chị gái quá. Rồi, em đi với ai? Dạ thì bữa nay là có thủ trưởng đơn vị với lại có cô giáo dạy võ Aikido của em. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào tất cả các quý vị. Cũng xin chào riêng bạn gái. Hôm nay thật là tuyệt vời. Thứ nhất, hai người ai cũng đẹp, ai cũng tươi. Về ngoại hình thì bạn gái tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái cách ứng xử, tôi nghĩ rằng là bạn ứng xử xử sự trong vấn đề chữa cháy giỏi. Chứ còn tại sao mà ở đây mà bạn ứng xử sao hay thế? Rất là hay. Mong muốn nhất là hai bạn ngày hôm nay rồi đến yêu nhau và sẽ sống trọn đời với nhau. Càng nhanh càng tốt, tìm hiểu kỹ rồi thì đám cưới sớm đi. Sắp đến ngày 22 tháng 12, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu tìm hiểu kỹ được rồi thì hãy cưới luôn. Tổ chức đám cưới, cưới luôn. Yeah. Hay quá. Bây giờ hai bạn lại cùng một cái ngành gọi là lực lượng vũ trang. Bạn là trung úy, đồng chí Vũ là thượng úy. Và tôi thấy bạn đang trung úy thế này thì cùng một quan điểm, cùng lập trường, phải không? Bản lĩnh chính trị vững vàng như thế này rồi thì chắc chắn là hai người quá hợp. Riêng đối với bạn ấy, bạn nóng tính ấy, thì tôi cũng sợ. Đấy, thông báo cho bạn biết ấy, là thượng úy mà nói trung úy không nghe ấy, thì cái đó chắc chắn là phải vào khuôn khổ kỷ luật. Một cái tuyệt vời nhất nữa là cảm ơn chương trình. Chương trình đã giúp cho những người lính phòng không như đơn vị chúng tôi đây, làm sao hiện nay những đồng chí mà ít được có điều kiện để về nhà có được cái hạnh phúc. Xin cảm ơn. Và rồi cho chúng tôi gặp cô dạy võ chút xíu ạ. Xin chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Chào quý vị xem đài. Riêng đối với em gái thì khi bước vào thì cô đã có một cái rất là có cảm tình với em. Với khi em mặc cái áo dài rất là duyên dáng. Cách nói chuyện của em thì cô thấy em rất là chất phác. Có sao thì nói vậy. Nhìn em nó có một cái gì đó gọi là một cái duyên mà chính cô nhìn cô rất là thích. Bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt. Kéo màn. Mời Vũ. Anh có món quà gửi tặng. Không biết là em gặp anh rồi em thấy anh có thể thao giống như em nghĩ không? Giống như là em thích cái người mà manly á. Là phải mạnh mẽ. Dạ đúng rồi. Hiện tại là em đang ở đâu? Em đang ở Bình Thạnh cùng với em gái và em cùng phòng đó. À Bình Thạnh thì cũng gần anh. Dạ. Có một cái trùng hợp á, là khi nãy á, em nghe anh nói là anh nghiến răng á, thì em cũng không có tự biết, nhưng mà người thân cũng đồn là em cũng nghiến răng lúc ngủ. Hả? Em có biết hát không? Nói chung là em thích hát lắm, mà bé em dặn đi dặn lại là để giữ cho cái show này nó được thành công thì không nên hát. À, anh hát không hay. Dạ. Nhưng mà anh hay hát, nếu mà em thích anh có thể hát tặng em bài. Dạ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Và lâu đài mang tên tình ai. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai.
cho mắng em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Lần đầu gặp em thì anh thấy em rất là dễ thương, duyên dáng. Anh nghĩ là nếu mà nóng tính thì nó cũng không có gì là khó khăn, mình kiềm chế lại thì cái đó từ từ mình sẽ giải quyết được, không có gì hết. Trước đây anh cũng nóng tính chứ không phải không, từ từ anh kiềm lại. Tới mức bây giờ là anh rất là hiền. Tại thậm chí có những đồng đội trong đơn vị thường hay chọc anh, nói là bây giờ mày chọc được đồng chí Vũ mà giận lên thì mới gọi là giỏi. Cho nên anh cũng kiềm chế dữ lắm. Dạ, anh nói là anh là con trai trưởng và là trưởng họ nữa. Thì nếu vậy thì không, anh là con trai út nhưng mà anh trưởng họ. Có quan trọng gì cháu đích tôn là con trai hay gì không ạ? Không, đối với anh thì con thì con trai hay con gái gì cũng là con của mình hết. Nhưng mà anh thích con gái hơn. Không phải ngẫu nhiên mà chương trình sắp xếp cho anh với em gặp nhau, chắc chắn là mình có nhiều cái điểm chung với nhau lắm. Lần đầu gặp em thì anh không có dám hứa hẹn gì với em nhiều. Nhưng mà nếu mà em cho anh một cơ hội để chúng ta cùng cho nhau một cơ hội sau này có thể tiến tới với nhau á, anh nghĩ là anh sẽ quan tâm tới em bằng hành động nhiều hơn là lời hứa. Cảm ơn. Trò chuyện cũng đã lâu, chúng ta đã nghe ý kiến của những người thân rồi. Không phải bấm nút để làm vừa lòng một ai đó, mà bấm nút vì trái tim của chúng ta. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng đồng chí Tô Quý và đồng chí Thường Quý. Hai đồng chí nắm tay nhau nào. Cố lên Vũ. Hôn đi. Chúng tôi sẽ gửi những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Quà tặng mà Viettel tặng cho mỗi bạn là một chiếc điện thoại được kết nối 4G trị giá 2,2 triệu, đã có cài đặt sẵn ứng dụng Mocha. Khi sử dụng Mocha, hai bạn có thể chat, gọi điện thoại, đặc biệt là nghe nhạc và xem phim cùng nhau, rất là thú vị. Hai bạn nhớ liên lạc với nhau nhé. Nắm tay nhau nào.